Thưa quý vị, với gần 530 ha mặt nước, Hồ Tây là thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô. Bên cạnh đó, vùng phụ cận cũng có nhiều di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng như Phủ Tây Hồ, Chùa Trấn Quốc, các làng nghề truyền thống trồng hoa và cây cảnh. Tuy nhiên thì việc khai thác các tiềm năng thế mạnh của Hồ Tây lại có nhiều hạn chế và chưa thu hút đông đảo khách du lịch và mang lại nhiều lợi ích cho người dân ở trong khu vực. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Hồ Tây có chu vi lên tới 17 km, với phong cảnh nền thờ trữ tình và không gian thoáng đãng. Mỗi mùa xuân hạ thu đông đi qua, Hồ Tây đều mang đến một cảm giác hoàn toàn mới mẻ và khác biệt. Hồ Tây là một trong những điểm đến lý tưởng dành cho du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến với thủ đô. Khi được hỏi về việc mở rộng các dịch vụ du lịch, du khách đến với Hồ Tây đều mong muốn có thêm nhiều dịch vụ để được trải nghiệm. Nếu mà giả sử như là được phép ấy, mình được phép và các cấp, các ban ngành, đoàn thể cũng như là cấp trên người ta có thể là cho phép mình làm ấy, thì là như tôi thì tôi cũng nghĩ là cũng nên làm đấy, là cũng tạo quan cảnh cho bà con cũng như là du khách đến đây để tham quan và có được những cái ngày lễ hội gì đấy, vân vân đấy, thì theo tôi nghĩ là cũng nên làm. Để có thể tạo được sức bật cho Hồ Tây, nhiều ý kiến cho rằng thay vì giao cho 7 sở ngành phụ trách đan xen theo lĩnh vực chuyên ngành như hiện nay, Hà Nội cần chấp thuận cho Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ là đầu mối duy nhất trong việc quản lý khai thác Hồ Tây. Việc không có một đầu mối quản lý thống nhất dẫn đến khó khăn, bất cập trong việc tổ chức thực hiện quản lý hồ, tổ chức khai thác, bảo vệ các giá trị của Hồ Tây. Đây là một cái mà bất cập, kể cả tầm quốc gia chứ không phải là ở tầm địa phương của một địa phương cấp tỉnh như là thủ đô Hà Nội. Cho nên chúng tôi cho rằng là một khi lãnh đạo thành phố đã có một cái chủ trương và về cái việc mà khai thác có hiệu quả các giá trị tiềm năng của Hồ Tây thì nên giao cho một đầu mối. Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đang lấy ý kiến dự thảo quy định quản lý Hồ Tây, trong đó đưa ra các loại hình dịch vụ được phép hoạt động như vận chuyển hành khách bằng phương tiện thủy, cũng như dự kiến Hồ Tây là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, biểu diễn nhạc nước, dù lượn, với các yêu cầu về quản lý môi trường, vệ sinh. Nếu như được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận, thì cùng với các sở ngành, quận Tây Hồ sẽ xây dựng một bộ tiêu chí, trong đó chắc chắn sẽ đặt rất cao về vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường ở trên Hồ Tây và cũng như là về tiêu chí về chất lượng của các cái phương tiện này nếu được phép hoạt động. Dù có sự tham gia của 7 sở ngành, nhưng một số lĩnh vực trên Hồ Tây vẫn chưa rõ đơn vị quản lý, chưa rõ quy trình thực hiện. Việc này khiến công tác ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trên Hồ Tây gặp nhiều khó khăn. Phải và cần có chỉ có một nhạc trưởng thôi. Thì lúc đấy thì chúng ta mới đi cùng một hướng được. Chứ còn nếu để chúng ta cứ để thế có tình trạng là cấp nào cũng quản lý thế này vân vân thì lúc đó sẽ rất khó trong việc triển khai cái đề án này. Hiện Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp với các sở ngành liên quan để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định về quy định quản lý Hồ Tây, trong đó giao Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ làm đầu mối trong công tác khai thác, quản lý hồ này. Hy vọng đề án là kim chỉ nam cho công tác quản lý, bảo tồn, khai thác giá trị của Hồ Tây và vùng phụ cận đạt hiệu quả cao, bền vững.